Nó kéo đi đâu rồi? Ui, tìm đi, tìm đi, tìm đi. Tìm đi. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Ui, nó kéo đi xa thế, Nguyệt. Tính đuôi nó thôi mọi người. Đâu? Đi. Ui. Tính đuôi nó thôi, nó chạy. Ôi, con này dính đuôi nó thôi, nó còn cắn nữa. Cẩn thận chứ. Ôi. Cầm đi. Ok. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay hai anh em mình đi vấy chuột đây anh em ạ. Đây mình có cái bẫy chuột này hay lắm mọi người. Đi cùng mình nào mọi người. Let's go. Đây nha anh em nhé, anh em mình đang test thử cái bẫy xem có nhạy không nhá anh em nhé. Đấy, chuyên nghiệp phết đấy nhờ. Okay. Ok. Nhậu an toàn đi. Có mẹ ướn đi. Xem nào. Ây, nhảy xa phết nha. Ok, đi. Đây mình đã tìm thấy chỗ chuột nó đi tìm mồi nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một cái bẫy. Đó. Đây mình hôm nay mình bẫy bằng sẵn anh em ạ. Không bẫy bằng mình sẽ bẫy bằng sẵn bằng ngô thôi. Đấy anh em ạ. Cái bẫy nó như thế này anh em nhá. Mình sẽ thế này lên. Đấy. Úi giời ơi. Nhưng mà cái này phải cẩn thận đấy anh em ạ. Không cẩn thận là nó kẹp tay đau lắm. Ok. Mình sẽ bẫy nó từ tí nha anh em nhé. Đấy. Ok chưa? Đây cái bẫy nha anh em nhá. Đó, mình sẽ như thế này rồi với cả mình sẽ lớp đất lên để nó có một lớp ngụy trang nha anh em nhá. Đấy. Mình sẽ làm thế này nhá. Ok một cái anh em ạ. À, mình di chuyển đến chỗ tiếp theo nhá anh em nhá. Mình ấy đấy anh em ạ. Đào để cho nó bằng đi để mình có chỗ để mà đặt bẫy vào anh em ạ. Đấy, phải nó bằng thế này. Đó. Mồi đâu rồi? Đây là mồi của mình nha anh em nha, đây này. Đấy, ngô này. Sắn này. Đó. Giờ mình sẽ móc cái sắn vào trước nha anh em nha, đây này. Cho mồi vào, sắn vào. Đây cho hạt ngô vào nữa anh em ạ. Cho nó chắc chắn. Đấy, ok nha anh em nhá. Cái hạt này thì mình cất đi để cho bẫy khác nữa. Đấy, bây giờ mình đấy, mình đặt bẫy thôi. Đây là cái lẫy của nó này. Đặt thế này. Ok anh em ạ. Mình phải cẩn thận đấy, không là cái này là kẹp tay đau lắm anh em ạ. Mình phải làm cái dây buộc vào anh em ạ. Buộc vào thế này thì nó khỏi chạy đi đâu.
Ây da, dây nó hơi ngắn này em ạ. Đấy, bây giờ mình thêm một tí đất vào để thành một lớp ngụy trang nhá anh em nhá. Mình phải ngụy trang cho nó thật là hoàn hảo luôn anh em ạ. Đấy. Đó. Ok anh em ạ, giờ mình di chuyển đến địa điểm mới rồi anh em ạ. Giờ mình đã di chuyển đến điểm tiếp theo và cũng là cái bẫy cuối cùng mình đi bẫy nha anh em nhé. Đó. Mình đặt bẫy đây anh em ạ. Đấy. Ok, cho thêm hạt ngô vào nữa. Đấy, quá đỉnh luôn. Mai cứ thu chuột về nướng anh em ạ. Đấy, ok, cho vào. Đấy. Mình phải cẩn thận từng tí một, không là nó kẹp tay đau lắm anh em ạ. Cứ công việc cũ thôi anh em ạ, cứ cho lớp ngụy trang mà thôi. Không ngụy trang thì nó không ấy anh em ạ. Để cho nó lộ mồi ra là ok nhá anh em nhé. Rồi ok anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi về rồi sáng mai mình sẽ đi mới đi thăm bẫy nhá anh em nhé. Rồi mình mới làm món chuột nướng anh em ạ. Đây nha anh em nhá. Bây giờ trời đã sáng anh em mình đi thăm bẫy đây anh em ạ. Cũng đi khá xa đấy anh em ạ. Đi đến rồi đấy. Gốc cây đây một cái mà không dính à? Ôi sao mấy. Ôi móm rồi. Ma cào nữa. Chẳng có gì. Ui giời ơi. Di chuyển lên trên đi. Đây mình đã di chuyển đến bẫy tiếp theo nhá anh em nhá. Dính không? Dính. Ồ, dính rồi, đây này. Có mồi rồi anh em ạ, được một con. Di chuyển nhanh lên. Tí nữa. Anh đi xuống không ngủ nữa nó. Ôi, đông rồi. Nên mình đã di chuyển đến bẫy tiếp theo nha anh em nhá. Dính chưa? Ơi, dính một em rồi. Cạp lâu luôn người. Ô. Ok. Được một em rồi. Rồi em thứ hai anh em ạ. Giờ mình đã di chuyển đến bẫy tiếp theo nha anh em nhá. Ui, nó kéo đi đâu rồi? Ui, tìm đi. Đây. Thấy chưa? Ui, nó kéo đi sạt thế, Nguyệt.
Chúng đuôi nó thôi mọi người. Đâu? Đi. Ui. Dính đuôi nó thôi, nó ôi, con này ôi, dính đuôi nó thôi, nữa. Nó còn cắn nữa. Cẩn thận chứ. Ôi. Cầm đi. Ok. Nên di chuyển đến với tiếp theo đi. Cái cửa đấy. Đấy, di chuyển lên trên này đấy. Di chuyển khó quá mọi người. Mình đem dốc trên này đấy. Cái này à? Ôi. Địa hình khó lắm anh em ạ. Chúng tỏ thành là ngu. Thằng nào đến trước này. Ai ai còn yếu lắm em ơi. Nâng hàn thôi nè. Ở chỗ đấy thôi. Ăn rồi. Thôi. Mình đã đi thăm bé xong nha anh em nhé. Bây giờ mình đi nướng thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình đã nhóm lửa xong nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi làm sạch chuột rồi nướng luôn anh em ạ. Còn ông kia thì đang ngồi câu cá anh em ạ. Anh em mình có cả chuột này, có cả cá nướng nhá anh em nhé. Đấy, bây giờ mình đi làm sạch chuột đấy anh em ạ. Đây là mình đã làm sạch xong thịt chuột nha anh em nhé. Giờ mình sẽ ướp gia vị rồi làm kèm nướng nha anh em ạ. Mới hầm đi. Đây, mình cho mì muối vào. Đây là hầm nấu tép ấy. Đặc biệt là cho một ớt vào anh em nhé. Cho nó cay xuống. Đấy, cho nhiều tí nhỉ. Ok. Và đặc biệt nhất cái này nhá anh em nhá. Đây này. Quả mắc khén nhá. Đấy, cho quả mắc khén vào thì món nướng thì không phải nói rồi anh em ạ. Thơm phừng phức luôn. Khén từ tầm. Ý. Cho cả túi vô đi. Ok, giờ mình nháo đều lên. Ok anh em ạ, bây giờ chờ chuột ngấm gia vị thì mình làm kẹp nướng đấy anh em ạ. Nhưng mà HP giật đâu. Ok anh em ạ, bây giờ mình nướng đó. Mà mừng là phê điếu nữa. Kiểm hướng đây bắt đây. Đấy, tứ. Khoai nó sẽ như lạt buộc. Mình kết một tùa. Mà mừng nó điếu nữa. Đấy. Nó lạ thức té rồi, nó kiểu xin nào. Điều mà nó ép bị. Nó tắt hẳn mất mặt rồi. Đấy. Điện thoại hôm nay mới chống rung. Ok anh em ạ. Cho bột nướng đấy. Mình cho bột nướng nha anh em nhá. Kế chưa? Quá đỉnh luôn. Ok. Anh em ạ, bây giờ chờ chín để mình chén anh em ạ.
chiến nha anh em nhá. Mình mang đi chén thôi anh em ạ. Ui, tí nữa thành thì trượt là bóng đêm. Ok, thần thánh mình thì cũng như bao ngày thôi anh em ạ. Đấy, cho ít chanh vào. Ôi chanh khô thế. Ôi chanh điểu rồi. Hết mùa rồi. Hết mùa chanh rồi. Em sẽ búp. Ô, quả nữa đâu nhỉ? Ô, đâu rồi? Đây, đây quả nữa. Đây rồi. Cần phải điều cắn ấy. Chắc cái này cũng thế quá. Yeah. Biến ra má búp xí. Quanh. Ô, có một tí, có một tí. Con. Hết mùa chanh rồi. Hết mùa chanh rồi. Biến năm phục xả. Ok. Giờ chén thôi. Cho ít nước lọc vào. Đấy. Chị nhớ đây thịt chuột đó nha anh em nhá. Thịt chuột. Đấy anh em ạ. Đấy thịt chuột đây. Có cả cá nữa. Thơm. Rồi. Rất thơm anh em ạ. Thơm lắm rồi. Ui giời. Giờ mình chuẩn bị vào ăn nhá anh em nhá. Đó kẹp đây anh em ơi. Ui, thơm. Ui, thơm. Ui, có cặp cá nữa. Số khủng. Ui. Số khủng đấy. Có cả hòn rái anh em ạ. Con đực thì phải cho rái chứ. Rái to. À, mấy người một con. Mấy người con này, con này đi. Rô. Rô. Ăn đây. Ăn rái nó chắc. Mời anh em nhé. Mình chơi cái đùi đó. Đây thịt chuột đó nha anh em nhá. Này này. Chơi cái cánh. Ui. Vàng khe nha. Cái chân. Nè, chén đi. Ngon không? Ngon đi. Ngon đấy anh em ạ. Xả nhá mọi người. Cho tí rau cỏ vào đây. Ngon đấy. Cho tí xả vào đây. Làm thịt cá không? Ăn nhanh đi. Thịt cá đi. Kém mọi người. Ta thêm tí bưởi vào, tí me vào, chuột em đã lốt, quá ngon luôn đấy. Chuột vào, cho cái tí me vào nữa. Căng nhỉ. Thấm lấm vào, ăn tí bưởi. À. Ngon thế nhá. Chua. À. Ngon luôn. Bám tí cá nữa mọi người. Ôi cái đùi này. Cái đùi này quá ngon. Đấy. Chuột rừng đầy đùi. Chỗ mình toàn chuột rừng thôi anh em ạ. Một tí xoài. Một tí bưởi. Tí bưởi. Tưởng đi bảo xoài đâu đấy. Cho tí bưởi vào. Tí xả vào. Cay cay ngon lắm này. Lá lốt. Nhà mày lá lốt ngon đấy. Mê. Ăn đi. Lọc xương ra anh em. Xương nó cứng nhỉ. Con nhỏ mà xương trứng cứng lắm này. Thì bưởi nào được. Thì xả nữa anh em. Quả này chất đấy. Đi.
là nó sốt. Được. Bưởi này cũng chua nhỉ? Ừ. Chua ngon. Đuôi của nó đây nè. Ú, có cả đuôi. Nhưng đuôi mình thì lại bóng đêm rồi. Đuôi sao ngon rồi. Đây, còn một tí này thôi anh em ạ. Mà đấy, thơm lắm người. Làm bụng cay cay đấy. Kiểu thơm nó, thịt này nó thơm quả mà khén đấy nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Phần bụng, phần ngon nhất con cá đấy. Đây, ăn miếng sườn của nó mọi người. Sạt bên này đi. Thêm chí bưởi vào. Ngon đấy. Vừa cay vừa. Lấy gan nó mọi người. Gan đấy. Con của họ gan nhỏ lắm mọi người. Mình là con đặc biệt. Ngon. Được đấy. Con của mình cũng có gan mà. Gan nhỏ. Nhỏ thế nào được to bằng gan trâu. Con thêm tí này mà. Quá. Nhanh lên. Đấy nhầm. Mình thích kẹo. Dài nhờ. Mình thích kẹo ghém này thôi mọi người. Lá đốt rừng ngon nhỉ. Toàn đồ rừng hết mà. Chúng mình để cái... Đây, câu được. Làm miếng ngập mồm luôn mọi người. Rồi, đã chấm rồi. Nhanh thế. Ai mà chấm ghê thế. Làm đĩa luôn, đầy ự. Ngon. Ồ, con này có cu nó đây. Ngon đấy. Còn mình không có người. Ngon. Đấy, ăn nồi tạc nó này. Nói tạc ngon quanh. Nói tạc cái kìa ăn đi. Nhìn ngon. Tí nữa. Ôi, nắng lên rồi. Nắng lên rực rỡ. Mùa lông này ăn đồ nướng ngon lắm mọi người. Nhưng mà hôm nay có nắng nhỉ. Sao nó cứng thế. Quá cứng luôn. Con nhỏ mà sao cứng quá. Cái này không biết cái gì của nó mọi người. Cái này á? Bộ sinh sản những tinh binh. Đấy. Ngon. Bên này nó cháy xém tí mọi người ạ. Chuột bóng đêm. Than hôm nay lỏ hồng quá. Không kịp xem được cháy luôn mọi người. Đuôi, đuôi. Ăn miếng ngập mồm luôn. Ngon đấy. Rồi. Cho tí nha. Được. Phần này mới ngon này. Cho thêm tí rau cổ vào. Toàn protein anh em ạ. Tí bưởi chua vào. Ừ.
Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Nên là sặc luôn anh em ạ. Tụi mình ấp gia vị rồi không chấm cũng được mọi người ạ. Nhưng mà mình kiểu như quen chấm rồi đấy anh em ạ, nên là cứ hay chấm thôi. Còn gia vị thì chia đều rồi. Chiên là thơm quả nó khén đó nhỉ. Chiên tới lau cá luôn mọi người. Cắn miếng nè. Đây rồi. Bộ sản sinh tinh binh của anh em đây rồi. Toàn được chuẩn lực thôi nhỉ. Tuyệt vời anh em ạ. Thằng này ăn chậm thế. Hai ngày này như chú bắt giới luôn. Thằng này yếu. Chuột bóng đêm ăn ngon thế mà. Xương nó cứng thế. Dai dai. Cái này mà uống thêm tí bia là hết say mọi người ạ. Đúng rồi. Cái này có bia thì khỏi bàn rồi ơi. Nhưng mà mình ở trong rừng thế này đi kiếm bia ở đâu? Đặt ship thần tốc mọi người ạ. Shopee nó không biết nó có kịp không nhỉ? Ship bằng tên lửa. Xong chưa? Ok. Đẹp. Vậy bây giờ mình đã ăn xong nhá mọi người nhá. Mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ kênh mình nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá.